vừa khít luôn. Sợ thật. Và tài xế rất là trẻ. Mà cái trình lái của nó là rất là tuyệt vời. Video hôm nay là chiếc xe tải Thaco Mini Phu Tông, chiếc xe 2,5 khối các bạn nhé. Trên bãi ngày hôm nay có tới 2 chiếc máy xúc. Còn Komatsu Advan BC120 và một con Komatsu BC30 Mini. Tuy là xe bé nhưng vẫn được trang bị lốp kép các bạn nhé. Con này khá là cổ. Các bạn thấy đây có một con điều hòa hệ thống rất là thô sơ. Con này có cả quạt lóc nhé. Rồi quạt lóc. Làm con bác tài rất là cẩn thận chẳng buộc, mặc dù đi một chặng đường rất là ngắn. Thank you.
vừa khít luôn. Sợ thật. Và tài xế rất là trẻ. Và cái trình lái của nó là rất là tuyệt vời. Các bạn vừa được chứng kiến trên xe tải Haco Photon Mini. Con xe này khá là cổ rồi, hiện tại giờ đã hết sản xuất rồi các bạn nhé. Chiếc xe rất là tuyệt vời, đặc biệt là bác tài xế trẻ tuổi lái rất là huyền diệu. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Thành phố quá trình my video. Goodbye.